đường cano là nó gì nè, ở dưới đường sẽ hai bên này nè, nó sẽ hỏng là mô lên, đó là gọi được gọi là đường cano, thì cái chiếc này nó chạy lắc hơn. À nhưng mà chạy nó sẽ giọt hơn chiếc dưới nha, nhanh hơn hả? Đúng rồi. Ở cái chiếc này là nó bao nhiêu ký nè, nặng dữ lắm không? Trọng lượng của nó thì cái chiếc này trọng lượng của nó là khoảng chừng 48 kg đổ lại chị. Dạ. Là hết đó. Chiếc này nó đừng mạnh. Chiếc này nó không lắc không, chiếc này nó đầm nè. Đúng rồi, chiếc đó nó không lắc á. Ừ. Màu vậy luôn hả bà? Ừ. Màu xanh biển nè. Này cũng đường bằng đúng không? Dạ đúng rồi, nó cũng đường bằng. Muốn chiếc này hay chiếc này? Nó có cái này thì này xuồng của Thành Tân. Đúng rồi, cơ sở của Thành Tân. Composite. Nhựa này tốt không? Nó là đứng đầu của bảng nhất luôn á chị. Ừ. Có coi nhiều mẫu lắm rồi nhưng mà chịu cái mẫu này nè. Thành Tân nó nổi tiếng dữ lắm rồi, nó là chuyên về tốc độ với keo của nó rất là tốt. Bà coi kỹ rồi hết đi. Bà thích cái đó không? Cái đó để đồ. Để đồ đặt giặt. Chọn cái mũi bằng nó dễ đứng nha bà. Mũi nhọn này khó đứng lắm. Rồi vậy đi. Cái chiếc này nhiêu anh? Dạ cái chiếc đó 5.2 đó chị. Là 5.2 à. 5.4. Còn đây là 4.6 nè. Đây nó có 4.6 là nó mới 4.9 nè. Dạ đúng rồi. Cái đó thì 4.9. Có cái chiếc mũi nhọn này thì nó mắc hơn hai cái chiếc dưới này nha. Nó cũng mét của nó là cũng 4.9 nhưng mà nó mắc hơn hai chiếc dưới này. Ừ. Ví dụ như nha, cái chiếc này nó sẽ dày, chiếc này dày hơn nè. Chiếc này nặng chiếc dưới đó. Ừ. Chiếc bên đây thì nó mỏng hơn hả sao? Dạ. Đầm hả bà ha, chiếc này đầm ha. Chiếc này ngon. Lắc không? Không. Con ngồi được không? Chị luôn không giờ lắc. Có bảo hành người ta không? Có, bảo hành người ta luôn hả? Bảo hành luôn. Này chắc phải sắm cái áo phao quá. Rồi. Cái này ba nhìn vậy đó thì thử nó mà con thấy nặng quá. Để anh thử rồi. Đó. Phải không? Nhẹ chị nó không có nặng. Vậy là phải hai người mới được thôi. Ừ. Hai người mới được. Ừ. Phải đó, cái này đi. Rồi bây giờ là quyết định chọn chiếc này bây giờ. Đi dưới cái cầu để mình tắt nha. Để cầu để mình đẩy nha. Để dẫn không luôn á. Chưa. Đợi ra, nó chạy ra đó. Đi tắt về đường Nhà Trang. Tặng được cái dầm. Tặng cái máy nữa. Tặng cái máy, chạy về dưới nữa. Mua cái vỏ tặng cái máy nè. Được. Chiếc này đẹp hả ba ha? Đẹp. Nó đầm đó, nó bị cục quá nữa còn khó đầu. Chiếc này đẹp không ba? Đẹp. Ba thích không? Ngon đó. Bên đây mình sẽ đấu giá là món cá ăn ngon rồi là. Giá là 5.2 mà chưa có lên trên tính tiền, em chút lên tính tiền cái gì. Quá trời mừng luôn. Mua xuồng gì tặng cái máy luôn dữ trời. Trời ơi. Cái đó ta lên là ngon à. Ta lên là ổn thiệt chứ khó không á. Ổng nghèo hết rồi, mua nguồn cái máy luôn. Trời ơi, mua vỏ tặng máy thiệt chứ. Máy này máy. Có tặng cho cái đó đó. Máy này máy mượn quý vị ơi. Mượn nặng đưa về dưới chỗ Giang á. Chứ bơi từ đây về dưới thôi không nổi. Ủa ông đi luôn hả? Đi rồi hả? Chưa để lên ấy mới được. Tàu tao tới rồi. Chàng chỉ sắm chiếc xuồng này để bơi thôi. Thấy không? Nó đầm nữa à. Nó cũng lắc rồi. Con thấy nó cũng lắc. Hôm nay thì Trang cũng muốn chia sẻ cái niềm vui của Trang và ba và cả gia đình cũng như là tất cả những người đã từng yêu mến và đồng hành cùng kênh Thói Biết Miền Tây. Thì hôm nay Trang và ba được nhận một cái món quà của anh Hùng Nguyễn ở Mỹ gửi về là số tiền $200. Thì anh có nói là sẽ tặng Trang và ba một cái chiếc xuồng để mà đi bắt cá trên sông và làm clip chia sẻ đến quý vị các bạn. Thì hôm nay thì hai cha con đã mua được một chiếc rồi quý vị ơi.
Cái chiếc này là kích thước của nó là dài 5m4, là ngang chắc 8 tấc quá. Thì chỉ có cái vỏ thôi. Rồi hai cha con Trang sẽ bơi khắp những cái con sông ngõ ngách ở quê mình, tiếp tục những cái trải nghiệm trên chính cái con sông ở quê Trang, và công việc bắt cá thường ngày sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn. Một lần nữa thì Trang xin gửi lời cảm ơn đến anh Hùng Nguyễn ở Mỹ rất là nhiều luôn, và cũng gửi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình, chúc tất cả anh và gia đình được thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Hy vọng là có dịp em mời anh về dùng bữa cơm với gia đình em, cùng trải nghiệm lên trên sông nước trên chính chiếc xuồng này luôn nha. Bây giờ thì cùng ngắm nhìn lại cái gió niềm mơ ước của hai cha con mấy lâu nay, trước giờ đi làm mà không có, bữa nay có được rất là vui luôn quý vị ơi. Mà có được cái vỏ này rồi thì những chuyến trải nghiệm hai cha con sẽ thú vị hơn nhiều. Bây giờ thì chờ cho người ta giao về chứ, là bắt đầu chuẩn bị khai trương xuồng mới thôi. Cái chiếc xuồng này giá nó là 5,2 triệu. Thì bây giờ Trang đi vô, Trang trồng tiền cho người ta cái quý vị ơi. Đi bay, xuồng xuống bến rồi giờ chưa trả tiền nữa. Đẹp quá hả? Năm triệu hai. Bốn hả? Rồi đổ thêm có hơn nhiều nha. Rồi giao xuống dưới nè. Hãng xuồng Minh Đức, vỏ xuồng composite, ở xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp như vậy. Ai khu vực Đồng Tháp thì cái này mua xuồng cho nó gần. Trang thì Trang tính đặt ở xa đó, mà sao Trang lên mạng Trang kiếm được cái chỗ gần mình để cho vận chuyển dễ. Xuồng quá đẹp luôn quý vị, mình mơ ước bao lâu nay bây giờ đã có. Bắt đầu hai cha con đem đầu xuống để mai chuẩn bị hành trang mới quý vị ơi. Chuẩn bị dọn đồ ra cúng, giờ ra đang chuẩn bị cúng con vịt. Nên hai cha con cúng bà cậu, cúng bà cậu thường ở miền Tây mình, ở quê mình cúng vịt hả ba? Thì là cái bến gần nhà Trang, là Trang gửi trong Trang không có bến xong, trong Trang ngày trong giường này. Thì ba đang chuẩn bị gạo, muối, bông, trà, không có trà rồi, cúng rượu với nước lọc à. Khai trương xuồng mới quý vị ơi, đây là niềm vui của tất cả mọi người luôn. Tại vì trước tới giờ hai cha con đi làm clip mà không có cái xuồng. Bữa nay mừng lắm. Thường ở quê cha người ta cúng vịt không à. Vịt thì xuống sông nước nó bơi cho nó mạnh, khỏe khoắn lên, cho bà cậu hồ độ. Chạy đâu dính đó thôi. Cậu dính muối. Cho đầy cá tôm, đầy xuồng hết ba. Chiếc xuồng này dài 5m4 quý vị. Composite thành tân. Xuồng này là cái hãng nó ở Cà Mau á. Rất tàn quắc luôn á. 2 ly nước lọc, 1 ly rượu. Còn cái đèn bên đây nè ba. Đốt cái đèn lên nè, đốt lên. Đúng là để cái đèn ở chính giữa, mà chính giữa thì không những cái đèn. Để gì đấy? Như ghe mà. Bọc đó thôi, đựng cá vậy mà. Nó chẳng đưa ba cái bọc, cái ba không biết làm gì. Lỡ thôi có cá thì sao đựng vậy. Ba cúng trước thì con số không cúng sao.
Trang mới nghe luôn á, giờ cái này là đứng trên bờ nghe lén. Ba Trang mới gái trúng cái clip nào được triệu view. Trời ơi, bà cậu không hiểu triệu view là gì đâu ba ơi. Ba gái mà bắt cá nhiều được rồi. Bắt rượu 3 lần là xong quá vậy. Này là cọng dây dàm. Mà cười chán. Mua con trâu rồi là phải có cọng dây dàm đó ba. Ừ. Hai ổ khóa luôn rồi quý vị. Trang không có khóa cái ở đằng cái mũi sườn, tại vì Trang thấy đắng nó dặn ốc không à, khóa vô cái chỗ mà người ta đút cái máy vô khóa ra cho chắc. Ok chưa ba, không dây dàm ta buộc trâu đâu phải dây này vô. Trang cũng mới sắm cái áo phao nè quý vị, để trong cái hộp vỏ nè. Sao nó hơi lắc không ta, chưa xuống nước để bà đẩy xuống như vậy. Ê, không chơi luôn luôn nha. Đâu, rồi. Ngon lành. Gỗ nó nhẹ, nó cũng giòn. Nhẹ hả ba? Ừ. Ôi, vui quá à. Cảm ơn anh Hùng ở Mỹ rất là nhiều luôn, trời ơi. Cảm giác rất là vô mốt. Ngày xuất hành mà bầu trời hai màu đen trắng. Đó này hôm mình giá ngày này chúng coi hàng tuần. Ôi da móc ra nữa hả? Ờ. Trang đang tập bơi sườn quý vị ơi. Mà cũng trúng thật. Mà bơi được được rồi. Tại cái sườn này nó nhẹ dưới lại cái dầm này cũng dễ nè. Hy vọng là trong tương lai Trang sẽ bơi sườn được. Bơi xuồng thì dễ rồi đó, còn một cái môn nữa là tập lội, mà chắc giờ Trang lớn rồi tập lội khó. Ừ, còn cái gì đó là ngon lành đó. Ngon lành thiệt không ba? Ừ. Cỡ clip con trai quá không? Ba mẹ về cười Trang hoài quá đó luôn á. Càng ngày càng nhớ quà đó. À chứ không có ngại sang đi. Con bơi cho nó cao lên vô từ từ vừa đó. Trở về trở về. Từ nghe xuống ăn. Được rồi. Chưa được rồi. Ê, ê, ê. Trời ơi. Trời ơi trời ơi. Nó
cũng gần được nửa đường về nhà quý vị. Trời cũng trời, trời kiểu mới mà bơi cũng bơi kiểu mới nữa. Kỳ quá ông ta, tự nhiên bơi cái mình nại cái. Thay đổi liên tục. Ông ba ông cười ông xỉu sườn ông trở về. Nó hiểu rồi đó. Phải tìm ra được chân lý mới được quý vị. Nó thẳng rồi. Giờ hai cha con đang bơi anh chảnh chuẩn bị chài quý vị ơi. Ôi cái xuồng nó nhẹ ới nhanh. Nọc không thấy không? Quá trời trời nay trong xanh. Ơ cái dưới gai kìa bạn. Nè 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 nè, cái này cái dưới gai nè. Nè cái gì? Cái này uống mát gan cái gì nè. Ôi đó, ở đằng trước đó. Ba đang làm gì kìa ba? Chở 12 chiếc một. Ở đây có cái tàu du lịch. Cái này dở 12 cái ngục hay gì chú? Có cá chưa? Thôi thôi. Cá ăn cái mày Vinh. Cá mày Vinh á. Bự quá. Chú dở lên cho coi cá bự quá cái gì. Cá nhiều lắm. Đặt giữa sông luôn dưới đó. Ồ, thấy ham luôn nè bé ô. Trời ơi, tụi như đây nhiều lắm nè. Mừng cái lắm rồi. Tôm tép vài ký gì, 3-4 ký. Dạ. Cô chú ở đâu đằng? Đó. Bên sông nè, chú trồng ghe đó. À. Chú trồng ghe đó. Dạ. Con sông bên đây. Wow, con cá ngát rồi quý vị. Ôi dồi ôi. Ôi cá này bữa đó gặp đi. Ồ, con cá này phải ấy con gửi con mua, gửi con biếu. Cắt hạnh. Cắt hạnh đó, cái hạnh nó nguy hiểm dữ lắm. Hơn cá chê. Hơn cá chê. Ừ. Cái hạnh nó đâm đau. Thép là nhiều nhất. Thép. Mới 320 cái. Mấy thép này mới ngon. Thép này 150 thôi. Không, 130. Căng 130. Nó bán 150 cũng được. Con mua người ta là 150. Mình căng nó thì 130. Còn cái này 200. Con mượn đi. Để coi chừng nó kẹp nha. Dạ. Đây là cái gì? Con tôm xong. Hồi ra đây mà mua được cái này rồi xuất sắc luôn. Nó ngon cái gì vậy? Trăm mấy chú? 8-200. 8-200. Bữa con mua. Bữa con mua ngoài chợ Miễu Trắng 100. Ê 200 mà tôm nhỏ xíu à. Bằng phân nửa này hả? 300, còn con nhỏ con tép nó cứ vậy thì mình căng 130 nè. 130 mà tao bán hiện 150 luôn nha. Có bóng nè. Cái này rồi sao? Con xin số điện thoại được không? Có gì con có mua á? Đó, con đặt luôn. Ô, con tôm này ngon lắm nè. Ừ, quý vị ơi. Ôi. Không thể nào kiếm tới con tôm đó ngoài mua. Nó rất là hiếm luôn. Nhất. Ừ. Rồi rồi, chút gì cho con xin số điện thoại đi. Con muốn mua cái con liên hệ. Con cá sên này quý vị. Để cho chú quay máy ra. Rồi, ở đây mẹ ở đây ông ra đây mẹ ở đây đi.
cái nhà đó đó. Dạ, đó con đó. Biết nhà rồi mới mốt con ghé. Bước qua đàng hoàng. Nhà cô bên sông. Rồi chài đầu tiên. Điều gì sẽ xảy ra? Mưa rồi. Lúc nào mưa lớn luôn rồi. Kỳ trời, mới chài một. Rồi mưa luôn. Ô, mưa lớn luôn rồi. Đúng một chài một cái gì. Lớn hơn nữa về. Mưa tạnh cái gì? Rồi có cái gì đâu mà dữ vậy? Chạc không rồi hả? Trời ơi, trúng đậm luôn rồi. Trời ơi, vậy rồi nó đâu có đường nào dính cá được. Nó như một cái tùng xè đó, như cái đầm đó. Sao ghê, áo cứ rồi. Bự nhỏ quá. Ố, con cá bự. Wow, đây nè. Tự con tôm quá vậy. Hôm nay đứa nhóc nó đang câu cá nè. Cũng chưa dính gì vậy. Tại gần ngày đó vẽ giữa sông cái gì kìa trời. Ô, dính con hồng tông. Hồng tông. Ôi, nặng quá rồi. Ô, con đang nuôi gì đây? Đây. À. Mặt góc của gì vậy? Đây lên nè. Chơi rồi luôn nè. Lăn hả? Ừ. Chà không à. Ý ngoài á, chứ không phải trong mé đâu. Ba cho con vịnh vô cây đó đi. Đó. Sát bền lắm á. Chà hả ba? Nào. Lên chưa? Bụi nọc này ngon quá ngon, cái nãy xuống lặn. Lặn rồi sao? Lặn mò gốc. Ồ ồ. À con cá, con cá bự lắm. Ba ơi, con cá bự quá. Con trừng vô kìa ba. Cá dảnh. Cá dảnh. Ôi, cá mè dảnh quá vậy ơi. Đây. Quá trừng cá bự rồi. Không uổng công ba lặn thiệt chứ. Ôi, có lý. Cá trắng nữa kìa, cá hồng tông cái gì, cá linh. À, dưới cậy dưới nè. Cá này ngon nè. Thôi lạc đầm xoài hết ý luôn. Quá im. Sùng mới thanh quá đi.
cá linh, được hai con cá linh, một con cá rắn. Ba con. Ôi, ôi, thì chỗ này im nè ba. Ngon quá. Dính cái nọc ha. Dính nọc này nó sắp nó ra rồi nè. Gia tài có nhiều đó theo à. Ừ, có rồi. Đây. À. Mạnh dữ ha. Được rồi, con cầm đây. Rồi này mới vậy, thử hấp từng cá rảnh trắng. Trời ơi, mạnh. Tiếp tục. Làm gì cái nào mắc gốc mới dính đó bà. Nghe cái mà ông mệt cho mình cái gì. Nghe nó cái nào mắc gốc mới dính chứ hai ngày mệt. Được con ốc đắng gạo. Rồi con. Gì? Tép hả? Lấy coi lấy bây giờ tép trong xanh luôn. Ôi tép bự á. Ha? Đây con coi này. Ôi. Ôi mừng quá. Tôm rồi con. Hả? Đem đi vui luôn cái gì thôi. À trời sao mà tới chảnh rồi ba. Ồ chỗ này có lý á. Nhìn thấy hết rồi. Hai con. Hết không? Ừ. Nằm ra một lên ha. Ừ. Bốn tập 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 luôn. Cho lên cái gì? Gần cuối mùa nước rồi, sắp hết cái linh rồi. Ừ, thơm ra. Ôi, tôm nó bự đó ba. Vậy là còn hai con nữa mà, con này là không phải nè. Vậy là con nó ở dưới hả? Ừ. Không, ba vũ nó rớt xuống á. Ôi, tôm trong gieo luôn. Đó. Ôi, chài nào cũng như chài này là mừng lắm luôn. Dính cá gì bự lắm coi mà mắc gốc à. Trời ơi. Chúng mày đợi gốc phải đâu. Nó còn nói rồi mà ba không tin con. Cái nào gốc mới có cá. Đào dính nhau. Cá bự quý vị ơi, còn mấy cá gì nữa. Kỳ tích cơ ba. Trời ơi. Ba cố lên. Dướng cái 12 cửa ngục rồi hả? Ừ. Trời ơi. Xảy ra thật chết quá. Ôi, đừng xảy nha. Hồi hộp với ba. Ông dính con tôm mạnh cái. Dính con tôm mạnh cái. Tôm hả? Ừ. À. À, con tôm bự quá. Còn con cá nữa. Má mẹ ơi. Ôi con tôm bự lắm này, để cho nó búng mà. Trời ơi quý vị ơi, con tôm cái càng nó này từ bên cái biên giáo này qua bên đây luôn. Không dính cầm mới rằm rồi. Ôi không uống không.
Hôm nay là ngày bà cộng đô rồi, thiệt ơi. Khai trương xuồng mới quá vậy ơi. Quá đã rồi, quá đã rồi. Sống vậy bà. Quá luôn. Vô bánh rồi. Vô bánh thiệt à, hầu con tôm. Hút biết con tôm mày. Cá nãy bự lắm đó, mà không biết còn không này, giá trời còn nè. Nó đầm lắm, cắt cái hang luôn rồi. Á, con cá, con cắt luôn. Giữ lại. Trúng bánh rồi, trúng bánh thiệt sự, trúng bánh luôn rồi. Ôi, quá đã rồi. Dạ. Cái này cái mẹ Vinh hả bà? Mẹ Vinh. Mẹ Vinh. Mẹ Vinh. Ồ, dữ lắm rồi. Chúc mừng chú hai. Được tôm ngon quá kìa. Cái dính bự ngon hết sức luôn. Dạ, con cá này bự nè. Nó đập ngon nghe, bự lắm. Ừ. Tại sao kỳ ha. Ừ. Nãy giờ dậy được mấy chài rồi. Mới dậy. Mới chài nha. Con gắp chài hả bà? Cây dữ lắm bà. Mời lấy gì ấy da. Gốc quá gốc. Ừ, khúc đẳng gốc quá. Xuống nằm rồi. Có xuồng có anh Hùng. May mắn. Hên quá hên này. Đó. Trên nhà. Cá ngon. Từ xanh. Có lý. Khoái con tôm rồi nha. Này quý vị, con tôm càng lửa. Quá rồi. Cảm thấy ham không? Ham thiệt luôn á. Trúng mánh rồi. Gói hết cái càng rồi, cho cầm cái càng luôn. Đó, gì thấy không? Cận cảnh con tôm sông nước miền Tây nha. Wow. Tôm càng lửa xuất sắc. Nãy giờ được 4-5 con tôm lứa nè. Được hả? Được rồi. Con để vô. Hết hồn. Tao bị bệnh tim đó rồi hay. Nè càng. Nó giải được hết cháu. Để vô đây nè. Giấu vô cái gì á. Để nó. Giết rồi. Nó ra bến này hoài chứ đâu. Không đi đâu hết đâu. Thật đầu chú hai này. Háo hức rồi. Cháu đứa không? Dính nữa hả? Dính đủ rồi. Dính đủ à? Dính đủ chứ không phải dính đấy hả? Không ngạc trời. Sao kỳ vậy ta? Sao cái đuôi nó hai đầu hả? Hai đặt nè. Mà hai đầu cái gì á mày? Cái này nó đặt hai cái ngột. Ờ à, đúng rồi. Trời ơi, chết rồi. Mừ chạy vậy chứ hai đi về luôn. Còn hết cái còn. Hết hồn cái coi càng con tôm nữa quý vị ha. Đó. Cái càng mà bằng ngón tay út kia luôn nè. Đó. Cái gì ha. Siêu luôn. Giờ chưa bà? Càng nè. Cái gì cắn ha. Cắn ngay đây cái ha. Rút ra ha. Ôi, xuất sắc. Cái này cạn hả ba ha? Cạn mà nó bị chinh đúng nè. Rồi, không có rồi. À, có gốc, có tường, có cá. Khoái gốc nữa rồi. Giờ ba chàng khoái mồ cái gì vậy? Có gốc rồi ba khoái đi bò xuống mò liền. Sao ba? Chạch gì kìa. Im không? Không im. Mới gỡ gốc mà. Dài. Không có rồi.
Không phải cái góc nào cũng như cái góc nào đâu ba. Có một loài hoa vừa trôi vừa nở, quá đẹp luôn. Cái chai này quý vị, cũng tốt nè, đang thấy cũng tốt nè. Mà xong cái là rau dữ dằn. Ngon tâm luôn. Bữa nay Trang ôn thi quý vị. Đi hoài không ra trường. Nói chứ khai trường xuồng mới thử hay sao. Văn ôn thì nhỏ phải liền. Số cái gì ơi, mấy chị mà ế, có tép, cái số con trời dính tép không là sao kì á, không tép, mệt, sao mà bị chạy sai tư thế gì vậy, bị chẹo khổ luôn rồi, bị sao, ế đây 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 đây, ba, con tép trứng đàng hoàng luôn nha ba, em có duyên với tép hay sao? Chạy mấy cái bãi bãi rồi đó, tép không mà. Trời ơi, trời ơi. Không tin nhưng bay thì ba. Nhưng đó là sự thật. Nè quý vị, một con tôm, này con tôm lóc ha. Đây quý vị. Một con bún thật tập được. Còn con tôm rảnh. Đi về quý vị ơi. Không thể tốt nghiệp được khóa chài, quá khó. Dính gì luôn.
còn có cá thôi. Thôi đi dài quá trời mệt thôi. Dài quá vậy. Này hai cha con cũng tôm càng vậy là quý lắm rồi. À giặt chài đi dài đây. Ồ ma không chài mình mấy không sạch con này cho chài cái mình mấy con. Không biết con gì đâu nữa. Hôm nay nè quý vị, ôi quá mừng ngương. Cái này là công sức của ba đó. Ồ, cái xéo thịt của con tôm nè quý vị. Con này có 200 gram ạ. Cho nó chừng có này nè. Này Vinh. Ủa cái này có rảnh. Có rảnh. Nó giống nhau lắm. Con này là con cá mè Vinh nè, nó xui nè. Còn con này con cá rảnh nó sẽ có hình, có cái cạnh này nó ra nó mập hơn. Còn con này nó dẹp. Quá đã luôn. Bây giờ chuẩn bị tắt nước xuồng rồi đi về quý vị. Một lần nữa thì Trang cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Hùng Nguyễn ở Mỹ rất là nhiều luôn. Đã cho hai cha con Trang một cái chiếc xuồng để mà làm phương tiện trải nghiệm trên sông nước thật là thú vị luôn. Thì Trang rất là cảm ơn và cũng gửi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình, cũng như lời chúc đến ông bà cô chú anh chị và các bạn đằng xa được thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống. Bây giờ thì hai cha con Trang xin phép đi về, hẹn gặp lại với ông bà cô chú và những lúc sau. Bye bye. Luôn cá dồn rồi đây. Đây này quý vị, cá. Cá mài sao? Cá bự quá. Dồn. Dồn. Dở lên một cái đúng rồi nhiêu đây nè quý vị. Ồ, nó lạc cái đây con biết. Ồ, cá rồi. Quá dữ rồi. Cá rồi quý vị thấy không? Quá cá rồi. Ồ, con cá rồi. Cá này ngon lắm luôn nè. Cá này mấy ký ta? Chắc ký mấy 2 ký. Trời ơi, con rắn nó đóng rồng rồi kìa. Rắn hả? Em nhìn tưởng cầm lục bình mà em thấy nó cũng giống hả? Con gầu. Tên đi ra đây lúc nào cũng cá cơm. Cá cơm nhiều quá ha. Bỏ cá mồi nãy giờ lượng không kịp hút bỏ cá mồi. Ủa cá này cá gì ta? Cá chép. Chép con cá linh. Rồi thôi chào hai chồng nha, chúc may mắn về nè. Tôi chạy con tôm nè. Chạy con tôm nè. Tôm càng. Làm được chưa? Thành quả của hai cha con hôm nay quý vị ơi. Để gần cho quý vị so sánh. Cá rảnh nè, cá mẹ Vinh nè. Mẹ Vinh nó suông dài. À, con này nó ngang. Cá linh, cá rảnh. Cá bóng này không chạy hết, còn nãy xùa dữ lắm. Cá bóng cá. Có con này dữ dằn con tôm luôn. Bữa nay trời trúng tôm luôn á. Ý là mình gãi cám ít thôi mà. Cám mà hổm á, chiến hổm về. Đây con tôm xong nè quý vị. Trong veo luôn cái thịt nữa nè. Thôi nó đập lên ra giờ em mừng dữ á. Tôm càng lớn á, tôm thường trời ban đêm nó dễ dính hơn các bạn hả? Ừ, tôm nó dễ ban đêm mà này mình hên lắm mới dính nè. Rồi đi về quý vị ơi, gửi chiếc xuồng ngay bến của ông Năm đang sớm đó chàng.